quá nhỉ. Đó. Mở ra cho nó hết đi. Cho hết luôn là vào thêm quan nữa. Con nó nãy để hơi quá, hơi dừ dừ quá. Con này, như con này ra đúng rồi. Đâu đâu à? Lấy về ăn đây. Mấy người ấy nhỉ? Năm người. Vâng. Anh làm một đĩa em để cho một tí hết. Hả? Anh ăn em để cho một đĩa một tí hết. Cái gì? Em cho cây một đĩa ba chỉ nhá. Ba chỉ như mới quá. Thế bạn nào làm nhỉ? Hả? Ai như thế này cho làm. Thế làm một đĩa bị tiền rồi nhá. Hả? Trời. Vâng. Vâng. Ôi hầm à. Yên nóng đi. Nóng đi. Đi chợ rồi. Tiền đi không có là lấy đâu, anh bảo lấy cái gì mà lấy. Lấy cái gì mà lấy. Anh chẳng có anh bận không rồi, em ngồi với anh em tí. Ngồi về quá. Đi làm gì mà đâu khách. Con này ngon đấy nhỉ. Ngon ta luôn. Con nào nhá, anh dọn. Để xe đấy đây nha, anh đi thẳng vào đây nha. Nó không về nhỉ. Hả? Máy điện tử ra đằng sau. Quay về lâu anh? Quay về lâu giới thiệu đến ngã tư Mỹ Sơn. Xuân nghiệp. Yến đi. Không. Chết chơi chưa? Wow. Anh ấy, bôi son nào. Nên đây không cần bôi son cũng đẹp rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở trên này thớt thì hay mua ở đâu anh? Cũng là cần gì.